This one, they are starting up Chinese New Year night market. You see, for the children one. Roller coaster ride. Oh, they sell chicken. Oh, see? Chicken, chicken. Con gà. Chim chỉ, chim chỉ. Chim hả? Chim. Ồ, ăn cái ăn được à? Ăn được. Ồ, ok. Có trứng chim chỉ nó dinh dưỡng gấp 10 lần trứng gà. Ồ. Tốt hơn trứng gà nhiều. Cái này một cái bao nhiêu tiền? Dạ 10.000 một trứng. 10.000 hả? Mình lột bà lột. Lột lòng đào hoặc là chiên, nói chung là gì cũng được á, không tin. Một cái 10.000. Mình lột xong rồi mình ăn nhắm trứng gà là. Ăn ngon trứng gà. À, à. Tốt hơn trứng gà. Thì nó do 5 cái. 10 lúc đi. Hả? 10 cái hả? Dạ. Sợ 5 nó có cái gì nó có hộp được không? Hộp nhỏ không? 5 cái là ở trên 5. Google á, anh xài trên Google là có. Có hả? Chim chỉ dạ. Con nít ăn mấy một cái một ngày. Con nít ngon ăn tốt. Em bé okay. Ăn một ngày bao nhiêu cũng được. Ồ. Dạ em mua 5 hay 10? 5 cái là 50.000. 50.000 à? Dạ. 5 cái là 5 cái. 50.000 5 cái. 50.000 5 cái. Ok. Cái này ăn được hả? Thịt chim chỉ em có, cũng có bán giống nữa. Nó giống như là gà vậy đó. Ồ, ok. Con là khoảng ký mấy? Một con 1 ký mấy là bao nhiêu tiền? Dạ 400.000. Một ký 400.000 hay là một con? Một con 400. Thì tầm khoảng 1 ký 2 đến 1 ký rưỡi thịt đó. Ồ, ok. Một con 400.000 mua sắm. Mua sắm hay mua chết rồi? Anh muốn sống, em có nguyên cái chạy luôn. Ồ. Anh kiếm em có chạy nuôi chim này nè. Ồ, ok. Năm ơi, năm thỏ cho ảnh 150. Đó là nãy năm đưa con hết rồi. Anh có mua cho anh nhắn em nha. Em có rượu yến nữa kìa. Anh coi cho. Cảm ơn xin. À có số điện thoại. Ok ok. Anh muốn coi rượu yến không nè. Rượu yến. Yến hả? Dạ. Rượu yến sao á? Rượu hả? Em làm rượu. Nè. Ồ. Chắc tốt không lắm. À cái này một cái bao nhiêu tiền? Yến sao? Dạ một con 3 triệu. Cái này một con 3 triệu hả? Dạ. Oh, it's 3 million. 100 gram á là 3 triệu mấy vậy nè. Này là em ngâm tới năm mấy này. Ồ, ok. Anh uống thì tốt, một ngày uống chung. Ừ. 3 triệu. Nè, nè, nó có nè. Ok, số điện thoại này anh. Yeah, yeah. Anh có mua anh nhắn tin cho em nha. Ok, có số điện thoại ra có gì anh nhắn tin cho em. Dạ. Em okay. Cảm ơn nha. Ok, cảm ơn. Vậy anh thử đi tới cho mua nữa. Dạ, yeah, yeah, ok. Anh luộc lòng đào chừng 7 phút thôi anh. 7 phút hả? Dạ, luộc lòng đào á tại vì cái trứng này á nó nhỏ hơn trứng gà với lại cái vỏ của nó mảnh hơn trứng gà. Nó mau chín. Nước soi bỏ vô giờ xong rồi. Ăn mì cũng được. Ok, dạ. Ok. Anh search trên Google là trứng chim chỉ là nó ra. Ok, ok, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn. Mặc âm
Thailand. Mình khó đi Thailand mà ăn ở đây được rồi. Nắng quá. Thai street food. Street food, Japanese street food. Nướng hả? Hot dog à? Hot dog. Cái này anh bầu ngơ ha. Mấy cái này bầu, đấm bầu ngơ. Hả? Đó hả? Cái cục đó hả? Cơm lăm. Cơm lăm. À rau. Cơm. Miếng hả? Miếng hả? Uống không? Một ly ha. À, cho một ly strawberry. Bao nhiêu tiền em? Dạ 30. Ok. Ở đây mình bắt đầu bán chưa em? Dạ, hôm nay chính thức khai mạc luôn á chị. Là giờ là bắt đầu bán. Vậy là
tới đến 29 Tết. 29 Tết thôi hả? Dạ. Mời về rồi hả? Không có đón 11, 12 nữa. Mùng 1, mùng 2 chỉ có thể qua quận 2, chị ở chỗ công ty quận 2 là tới xuyên Tết. Mình phải về qua đó nữa hả? Cực quá hả? Tới đi. Quận 2 hả? 30,000. Cái chỗ cậu Ba Son. For strawberry. Cái cầu Ba Son nó có cái sao nó như mà chị đi kiếm là cũng ra rồi kìa. Cái chỗ em chưa đi thử. Vậy hả? Chị thấy người ta đi cái cặp bờ kè chưa? Cái bờ kè của cái dòng sông á. Chị đi cặp chưa? Nó nằm như là nó nằm dưới nước. Nó ngay ở dưới cầu Ba Son hả? Mình đi có mình đi không thấy cầu bus ở dưới. Okay. Cảm ơn. Hi, how her? Thằng người Tây. Good. Good. Good à? Đi chợ tăng mê ha. Chắc trứng nào mà sẽ cầm được không? Sẽ sơ được. Được không được ha? Bé, bé ha. Con sẽ mua kia vậy. Mua giấy quay phim. Thế mà sợ này. Dấu mày, ở đây. Các sản phẩm hạt sấy, trái cây sấy sẽ khiến cho Tết của bạn thật vui tai và đầy ý nghĩa. Hạt điều đích thịnh, ăn no no, nhai giòn giòn, kéo rộng lớn. Mệt hả? Quá chút xíu được rồi.